cái vỏ này. Coi. Dọn dọn nha. Đâu 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 đâu. Bùng gặp nào rồi, nó xong rồi, tới đây. Ờ. Đâu anh, đâu anh. Có gì chút rồi, lên chân. Cái nào sao rồi? Chắc buồn. Mạnh quá. Mày đi nhanh giùm chút coi mày. Đi nhanh rồi. Nó đeo giỡn rồi mày cứ ơi ơi. Đâu quá. Đó. Đâu mẹ nó chưa ăn được gì mà nó ăn nè. Chỗ chuồng trâu kỷ niệm này các bạn đó, hồi xưa giờ anh em mình thường hay làm video ở chỗ đó nè. Cái chỗ này rất là mát nha, nó có mấy cái xanh á. Mình mỗi khi mình trưa trưa đồ á, mình xuống đồ á là mình hay thích ra ở ngoài chỗ cái chuồng trâu này, mình nằm nó yên tĩnh và nó mát lắm. Nằm chỗ đây ngủ sướng các bạn ạ. Nhà nó bây giờ nó đi làm trưa mà sao vẫn teo vẫn tích, không có một ai ở nhà luôn. À, xem không có một ai ở nhà luôn, vẫn teo luôn. Hôm nay vô mùa cắt lúa rồi nha mọi người. Đó, đồng bơ mình á. Lúa nó cũng đã chín rồi. Bây giờ tới mùa thu hoạch rồi. Rừng á thì tới cái mùa lúa nó rất là bận, nhà nó làm lúa rất nhiều. Đó mà có anh chứ có lấy rơm cho nuôi trâu á. Mấy là mùa đồ cũng kêu anh mày đồ xuống kiếm con ghe đồ nhậu chứ. Sợ tốn hay sao vậy? Ừ. Ủa, chạy cơ chữa đi. Từ từ. Đó. 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 Đó là xuống rồi á. Đó. Chạy rồi. Chứ điều rồi muốn tránh luôn. Wow, ngầu lên đi mốt mà nó chạy như điên này. Chó. Mẹ que bờ, que đồ quẩy rồi, mưa, que mương, que máng rồi nó chạy rồi, nó quen mình như cái cục rẻ ấy. Xíu rồi. Đấy. Lâu nay mới được gặp em rừng nha. Dạo này là nó nói chung tới mùa các bạn biết không, là nó kéo rẻ nè, một ngày là 1.2 triệu gì nữa con rẻ nghe 1.2 triệu và những cái mà mánh lé nè các bạn, là nó trốn mình, nó kêu nó mách rồi hả, nó trốn mình ăn kia. Bữa các bạn nhớ cái dịp Tết không, nó đi là bán mày á, về rồi nó lúc vào dưới luôn rồi hết tiền rồi nó mới mò lên mình nha các bạn. Bây giờ đây tới mùa nó kéo lúa gơ lắm, về nó khón nó coi như ngày giờ là 1.2 triệu lấy giờ cho tao anh ở trong đâu bán đâu, ở trong ngoài rồi anh xuống phụ giùm bữa ấy, mệt quá đuối bữa ấy giận chứ. Đầu em mới xuống lại cái đồng quơ ở dưới chỗ rừng này mà chắc còn canh em mùa, canh em mùa rồi hả? Canh em mùa đó em chưa không ai thấy tới đó giờ là em mùa cả chiều nay có đại thượng đó, tao phụ tao kiếm con ghe đồ nữa. Thank you.
làm xong cái đáp để của hàng được rồi nha. Dạ. Dạ. Đây, lên được. Lên không? Xong không bạn? Dài nó làm dài là mấy cái anh chị công nông đó là anh buồn lắm nha mọi người. Mùa này má chị công nông thất thu nha mọi người. Cứ nó lái móc thì nó kéo thôi chứ có đâu mà chị kia chở. Không nó tiền mà tiền nó muốn thì nó kéo. 6.000 cục á. 6.000 cục là em chở được bao nhiêu 8 cục. 8 cục là một chuyến em nè, biết nhiêu tiền không? Đúng không? Không mà đây. Nó mùa này lúa không mà. Đó mà cứ kêu một tiền này. Ở trên cái đường này nó đỡ hơn nha các bạn. Còn chạy ở dưới ruộng hay gơ lắm. Chạy mà nó quen rồi nó dòng gơ quá. Lên đường Tây Bò nó đi được cái này. Chỗ kia đẹp không? Đấy, đẹp lắm. Đi ăn chiếc chỗ nào, chỗ đó luôn rồi. Nên mắt nào thì đẹp luôn rồi. Ở đây mình đánh phần kia. Còn ở đồng bằng chiếc nha các bạn. Điều này điều đồng đó đẹp lắm. Rồi, giờ mình ra đem mình đi là chắc là đóng rồi. Okay. Yên ngang, ngồi yên ngang. Ôi, từ cầu quét. Thôi, nó xuống hả? Cầu quét. Wow, nghi mặt à. Vâng, mấy em lặng xuống phụ rôm nhà nó là coi như khổ bây giờ mà chơi, nó đẩy cho con ghè đồ ăn thứ ấy. Nữa, cái kia cái gì? Đấy, cái đó cái gì mà ông nói vậy, ông cũng nói nữa. Nướng mấy cái lóc mà thiệt hay chứ. Tàu ơi, chứ giờ nằm quơ thì có cái lóc nướng chui là còn ngon nào còn gì nữa. Phèm xuống lâu ngàn xuống. Phèm xuống kìa. Đục xuống chứ. Còn muốn trả ơn nữa. Phèm xuống. Ờ, con làm sao hết rồi mấy đó, nó đúng là cái con ngừ nó gặp thần luôn á. Ông bộ thiệt ngừ ông nó chờ tôi, ông nãy giờ chờ biết nhiều chứng lại không? Ai biết đâu. Giờ ông xuống, giờ ông làm cái gì? Thấy mẹ giờ tôi làm đồ ăn đồ nhậu để giờ chạy xuống. Mẹ đúng là con người đó. Đúng là con người nó có thầu hả? Đi làm món gì mà đốt lửa vậy? Mà sao cái lúc xuống ông chủ quán gọi ông kêu ông xuống. Đồ người ta đang mắc chuyện giờ ta mới xong công chuyện đây mà. Giờ mà chứ nghe... nó xuống tôi phụ cũng tay liền. Nghe nó biết là đường nào là nó biết đường nào chiều á là cũng mình làm xong là cũng có chút đỉnh nha. Anh canh giờ chiều anh mở xuống nè. Nó đi ra sao không? Hả rồi. Thì chiều giờ tôi mắc chứ tôi rảnh mấy cái phụ liền chứ. Mắc đi chờ với mấy bè. Thôi nói xàm mày. Nó dạy cho nó làm gì thì cho mấy bè lùng xùm mày. Nó có muốn gì vậy? Mấy bè đại cốc 4 năm 10 tuổi mà làm kêu lùng xùm. Quá chuẩn. Im chào. Xàm quá. Em bôi nhỏ tôi sao? Ê, bữa nào ông quý phi trường kia nó tiếng phi công á, mày đi không? Công gì? Ủa cái mày không? Em nói tôi lấy máy bay nha. Còn chút nữa đốt cả chiến mày. Mày đi, đỡ tao lo dù đây á. Giờ ai lo nữa, chứ giờ muốn xuống ăn đồ nghe, không làm mà đồ ăn nghe. Tôi sẽ chậm ra. Cái cây đâu không? Mớ cái bỏ còn ké vô cái nướng cái còn mở cái mạch xuống liền. Nói thiệt. Kẻ mua ớt được chưa vậy? Bỏ lo ai? Giờ chấm... xuống ăn không mà cũng hói nữa. Cái này chấm ớt ngon hả? Nó lóc nướng chui mà chấm ớt nhất chắc cho nướng cho đó nó sống hay giờ. Cái bách hay cái mùa ấy không? Kẻ tao có bách quỷ mương kìa, mó quỷ mương kìa. À ừ, chứ cái mà cái mùa ăn cho ổn. Giờ nó tốn tiền rồi thành nó dơ chứ sao? Bỏ đâu nhiều vô. Bỏ nó đóng vô cho nó co thang nó chín. Cháy quét nó khét ăn cũng được không ạ? Khét gì? Lấy rồi, lấy rôm nữa, bơ thêm mít rôm nữa được. Lấy bơ rôm nữa. Anh em mình bơ thêm mít rôm nữa cho nó ấy. Lấy rồi không làm, mày không làm gì nữa đó. À bây giờ giao mày phần mày nướng đi. Nướng đi. Bỏ chín rồi nó cháy luôn rồi, khỏi ăn luôn á. Chưa đâu, mở bỏ vô mà. Nướng thì chắc hết đóng lại là được hả? Ờ, đi rồi, đi. Thì phụ mà nói sao nó lỡ đâu. Lỡ đâu làm mấy cục nữa cho nó xem. Đó mày ra ngoài không đã được. Khỏi dính tay dính chân mày khỏi. Đúng, mấy rồi hối dữ rồi mà cứ nướng cái đại cho nó chín đi. Lo phần mày đi. Đó tôi. Hmm.
Má nướng gì mà đất hùng không nhở? Mẹ nó cũng ăn đi ngủ sao á? Mẹ nó bị lừa đó rồi. Không cần đấu. Tao không có. Tao muốn gì ở đâu? Tao không có. Tưởng là mắm tóc đùa quay phim mới đùa. Kiếm cho tôi nữa sao? Được đâu? Chứ mà điên giờ nãy giờ mà chậm gì không không nhá, mà chậm bên ngoài vậy nó. Ê, tiền chưa? Được đâu? Rồi anh Trần. Anh Trần nói nó bay tao hả? Nó ra mày không cá đâu. Giống thiếu mẹ tao phải không? Bé nhỏ mà láo. Ai biết mày biết đâu? Mày không tôi quen không quên tôi biết đâu không? Đâu? Đứng lại. Có gì đừng quên tôi không? Đóng. Đóng thiếu mẹ tao. Anh em chọn xíu mà. Mẹ là tao nướng gì vậy tao nóng. Đau quá. Nó giỡn xíu mà làm gì quýnh nó dữ mày. Má gì nữa? Chạy nữa. Tôi ăn. Ví dụ cái chân đều nó phải không? Chạy ấy. Chạy ấy. Im đáng đầu mày. Chân bọn nó gầy đây. Giờ quay lại với mớp rồi đâu. Má. Thiệt phải giỡn cái che. Má không gì bắt chuyện mình thằng nó lắp gì mình làm. Tôi không có đâu mà tôi quay không phân tôi biết đâu mà. Làm tôi sợ chết con gái đụng tôi trở qua trở lại đi với tôi canh nữa chứ. Đồ đâu. Chết rồi. Cái giỏ này. Đâu. Bung gắt nào xong rồi thấy đây. À, chuyện mày. Đâu anh? Có gì chút rồi cái chân. Nghĩa là sao rồi? Ông thấy cái ruộng này đường mốc đất đồ xi cây nó chạy không? Chạy cũng chứ chạy chứ chạy cũng quấn luôn này. Hai mày phản tao. Giỏ thiệt mà không? Thì có chung thì ông nó cứ ai chồng quấn tôi luôn này. Em là nước ra nãy giờ dỡ ra tổng cung không biết chân nào điên máu mày. Giỏ thiệt này có sao không? Lên cái ông ta mang cái bụng thiệt nè mày. Ông đây. Đứng nhảy dìu đây thôi. Chết mày, cũng thiệt nữa. Chết rồi. Hôm bữa đâu? Hôm bữa cũng chỗ đấy à. Chân phải này ngay mấy kia này giờ nó bung ra này. Mẹ mày quấn đứng chỗ quấn đây ai biết chạy. Đâu quá. Ông chồng cho mẹ em lên cái bờ em cho dậy em về về nhà cái ai giờ xe xuống đây cũng được phải chứ chồng nó đây thầu cái thầy nó mà biểu ta kéo mày mà cũng mày chồng em cái đồ má ông chí rồi ông chồng mày đi ai biết ông chí mẹ bộ mày như con heo biểu ta kéo mày chạy bữa sao còn ở dưới nữa chưa ăn uống được gì hết giờ biểu ta kéo đi kéo giùm nó đoạn đây phải không chồng lên đi coi mẹ đó bụng rồi mày bữa sau đừng ở dưới xuống này đồ ấy ở dưới nữa cái chỗ nào mày ông chống đi mang chống đi mang chống lên đấy rồi tao mày một sâu đừng ở dưới nữa nghe chung cái này đù mấy con heo đây nó đâu á đừng ở dưới nữa dưới nữa ngồi qua tôi nổ mà cùng quýt nó mày coi ra coi cảm kẹ vô cái chân nó đeo nha ráng hay rừng ráng đi đâu quá đâu quá Đấy ơi, đấy ơi. Đâu quá. Đâu quá. Mày cảm cái gì phải không? Mày cảm cái gì vậy? Cảm cái gì vậy? Cảm sao nữa ông? Đâu quá. Đâu quá. Ráng lên bờ luôn anh. Ráng trời lên bờ luôn anh. Đeo nó mà đụng mày. Quá. Ai muốn giải đâu. Chỗ nào mành nó không? Lên bờ lên cứ lên bờ là có chỗ mang này. Cái gì mà nói đúng không? Dám chồng lên bờ là không ai chờ không? Nghe cho phụ. Mày quá. Mày đi nhanh giùm chút quay mày. Đi nhanh đâu ơi. Nó đeo giải mà mày cứ ơi. Đúng không? Đâu quá, đâu quá. Đó. Đâu mẹ nó chưa ăn được gì mà nó ăn nè. Đâu quá. Thôi đỡ. Mà chưa?
mà sao ông mà rỗi lẹ mà chưa đỡ tao chẳng tao thối ăn chút như cái con heo đi mà ông cảm giùm nữa chú ơi tao chẳng tao thối ăn chút tàu đó chú mày đều quá đều quá Đâu đây? Nào đường nhà em ở đây mà. Nào, đâu em quá. Trời ơi. Trời ơi. Nãy giờ nó lừa tôi đi sao? Chồng tôi lên bờ được đâu, ông đột cái ông chơi. Ủa, chân mà hết đéo rồi nha. Có đeo đâu hết. Mẹ con nhận được chữ nước cái mất đi mày. Mẹ nó lừa tôi nãy giờ, tôi giác nó mà. Hả?